Đây rõ ràng là một trận đấu rất hay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Viettel là đội ra bóng trước trong trang phục màu trắng. Bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Không có gì nguy hiểm cả. Cơ hội cho cao thủ Viettel. Dứt điểm. Hơi nhẹ. Và xử lý tốt của Hữu Thắng. Ngày hôm nay thì Phan Tuấn Tài đá chính nhưng anh đang chơi ở vị trí không thực sự quen thuộc. Tốc độ của Văn Toàn rất nguy hiểm. Một pha hơi lưỡng lự của Thanh Bình và suýt chút nữa. Vẫn còn Jaha Giovanni. Cơ hội đã tạm thời trôi qua với cao thủ Viettel. Đây vẫn là Jaha. Hữu Thắng rất ngon. Hoàng Đức. Kiến tạo là của Hữu Thắng. Và bắt vô lê rất hay của Hoàng Đức. Vừa nhận cầu thủ xuất sắc nhất và bàn thắng đẹp nhất tháng 9 thì Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của câu lạc bộ Viettel trong trận đấu ngày hôm nay. Phút 26 và tỷ số là 1-0 cho Viettel. Pha vợp rất hay. Tình huống nhả ngược lại của Hữu Thắng là rất vừa tầm với cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức. Và bắt vô lê chìm ở góc xa, không có cơ hội cho Tuấn Linh. Hoàng Gia Lai tiếp tục gặp khó trong cuối đầu với đội chủ nhà Viettel ở vòng đấu 20 ngày hôm nay. Hoàng Đức đang có phong độ cực cao tại V-League năm 2022. Vừa rồi là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Hoàng Đức. Đúng thật đây là một mùa giải mà Hoàng Đức đã thi đấu thực sự rất chững chạc trong màu áo của Viettel. Chưa mùa giải nào Hoàng Đức có được số bàn thắng tốt như mùa giải hôm nay. Huỳnh Tấn Tài là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0. Và Oseni là cầu thủ rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây là Hoàng Đức. Tốc độ của Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Căng ngang. Không được. Đúng là Hoàng Đức là một cầu thủ vô cùng toàn diện. Tốc độ của cầu thủ này cũng cực kỳ ấn tượng trong bóng vừa rồi. Một tình huống dốc bóng rất hay của Hoàng Đức đã loại bỏ được Hữu Tuấn trước đó. Một nhịp quan sát khi không có được sự hỗ trợ của các đồng đội thì Hoàng Đức... Và chắc chắn là chỉ cần Hoàng Đức không gặp... Tuyệt vời! Giovanni! Vẫn là Giovanni! Không vào! Vẫn còn! Khả Ngọc! Dứt điểm! Bóng đi vọt sang ngang! Đúng là hàng thủ của Gia Lai đang trông chênh hơn khi mà Viettel đã có nhiều khoảng trống hơn trong những đợt tấn công của mình. Chuyền bóng cho Giovanni băng xuống để dứt điểm. Ta xem lại pha dứt điểm của Giovanni ở góc hẹp. Tình huống mà Tuấn Linh cũng đã khép góc tốt. Sau đó là pha băng vào đá bồi của Văn Hào. Tiếp đó là tình huống Giovanni. Bóng chạm mép sang ngang của Tuấn Linh. Và đá phạt chất lượng đến từ cầu thủ người Brazil Giovanni. Ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng chạm mép trên xa ngang. Lực đi rất căng. Tuấn Linh cũng tương đối bất ngờ với pha đá phạt vừa rồi của Giovanni. Khá nguy hiểm. Randall. Pha xử lý không tốt trước đó là của Jaha. Một tình huống lưỡng lự của tiền vệ bên phía Viettel. Công Phượng. Sút xa. Không thành công. Bóng vọt xa ngang. Văn Thành rất thoáng bên phía cánh phải. Nhưng Công Vượng đã ra quyết định là dứt điểm ngay. Lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Nguyên Vũ cũng đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ tuyến 2. Và đã phạt ngay. Bóng vọt xa ngang. Trong đội của Viettel có nhiều cầu thủ có khả năng sút phạt tốt. Vừa rồi thì Khắc Ngọc
đưa ra một quyết định tương đối táo bạo. Một pha dứt điểm ngay. Không phải là một tình huống treo bóng dành cho các đồng đội. Minh Vương! Gôi! Không vào! Vẫn không vào! Người vừa có ngồi đó là Nguyễn Văn Toàn. Lúc này thì cả hai cơ hội nguy hiểm nhất của anh Gia Lai đều thuộc về số 9 Văn Toàn. Trong hiệp 1 thì sau tình huống đánh đầu tiên của Minh Vương, Văn Toàn đá bồi nhưng không trúng bóng. Pha bóng vừa rồi là một pha bóng mà Văn Toàn đã xử lý tương đối tốt và cũng từ đôi chân của Minh Vương. Khống chế nhịp đầu tiên rất hay rồi. Nhưng rõ ràng là Nguyên Mạnh đã băng ra cực kỳ kịp thời pha bóng này, không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Tình huống 2 thì Bùi Tiến Dũng đã lao về quá tốt để hỗ trợ cho Nguyên Mạnh. Lời tuyến tiền vệ của Viettel, không có lỗi việt vị, không vào. Xem lại pha bóng này. Cầu thủ đứng thấp nhất đó là Mauricio. Tình huống không có gì nguy hiểm cả và đá phạt trực tiếp của Công Phượng. Và bóng đấu sau thì Viettel sẽ không có sự ủng hộ của Thanh Bình. Rất bình tĩnh. Có thể dứt điểm. Rất đẹp. Một siêu bẩm của Dương Văn Hảo. Quá đẹp, 2-0 cho các cầu thủ Viettel. Không có một chút cơ hội nào cho Tuấn Linh trong pha bóng vừa rồi cả. Pha nã đại bác của tiền đạo Dương Văn Hảo. Một bàn thắng quá hoàn hảo. Người kiến tạo đó là Giovanni. Ngay lập tức có sự thay đổi người về phía Viettel. Cầu thủ rời sân đó là Hồ Khắc Ngọc. Một thế trận quá tốt của đội chủ nhà Viettel. Và vẻ trầm tư nơi bàn huấn luyện của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Ta cùng xem lại bàn thắng này. Chạm bóng, chỉnh bóng và dứt điểm quá đẹp mắt. Bóng đi quá căng vào góc cao của thủ thành bên phía Hoàng Gia Lai. Đây có lẽ là một bàn trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Giovanni không vào. Tuấn Linh đã đứng nhìn cho bóng vừa rồi và tưởng chừng như đã là 3-0 cho Viettel. Bóng đi sát cột dọc. Khả năng đá phạt của Giovanni là rất tốt. Thiếu chính xác một chút thôi. Tuấn Linh đã đứng nhìn rồi. Rồi, vẫn còn. Tình huống 2 thì Nguyên Mạnh đã xử lý gọn gàng. Dứt điểm. Vẫn còn Thanh Nhân. Và dứt điểm cuối cùng của Thanh Nhân. Tình huống đứng vị trí rất ấn tượng của Thanh Bình. Phút thứ 79 và tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về Viettel. Thanh Bình đã chơi cực hay. Coi. Và đưa bóng về rất bất cần của Hữu Thắng. Có lẽ là Văn Toàn cũng không nghĩ rằng tốc độ của Hoàng Minh. Nguyễn Đức Hoàng Minh. Tốc độ rất hay của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Không kịp rồi. Pha đẩy bóng cuối cùng của Hoàng Minh là hơi dài. Một nhịp quan sát và chuyền ngang sang cho đồng đội thì chắc chắn tỷ số sẽ là 3-0. Những pha xử lý trước đó của Nguyễn Đức Hoàng Minh là rất hay. Anh vượt qua cầu thủ cuối cùng bên phía Gia Lai là Đức Việt. Nhưng tình huống đẩy bóng sau đó là quá dài. Không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Không vào. Pha chuyền bóng rất hay của Bảo Toàn dành cho Văn Toàn. Chưa đủ hiểm hóc. Quá nhiều thời gian cho không gian dành cho Văn Toàn để có thể có bàn thắng này. Một pha bóng này rất đáng. Brandao, bóng vào xa ngang. Liên tiếp là những cơ hội cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Nhưng bóng vẫn chưa chịu đi vào khung thành. Dứt điểm. Quá xa và cũng quá tiêu chính xác.